Các bạn đang có một cái chiếc loa trợ giảng của Apollo hoặc các hãng khác nhé, mà tình trạng xảy ra là bị pin kém, chập chờn hoặc là không sạc không vào. Sau một lần sử dụng thì tình trạng là pin kém thì có thể hôm nay các bạn xem clip này thì sẽ biết cách để tự mình khắc phục nhé. Thì làm cách nào có thể tự sửa tại nhà được chiếc loa trợ giảng mini này. Trong các phân khúc loa trợ giảng hiện tại là cái dòng Apollo này đang được gọi là đỉnh cao nhất đấy các bạn ạ. Nhỏ mà nhiều tính năng. Dòng này được trang bị một tính năng mà chắc chắn nhiều người rất thích, chính là tính năng loa mini. Tức là không phải loa mini mà tức là trang bị tính năng cho các bạn là tính năng tai nghe bắt từ xa. Dòng này dòng không dây bạn nhé. Rất là tiện cho những bạn nào muốn sử dụng mà không muốn bê vác đi cắm dây dợ nhiều thì rất là tiện luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ bóc ra các bạn nhé. Các bạn sẽ bóc cho mình cái mặt ra này. Cái mặt của nó này. Cái dòng này thì con gái rất là thích dùng bởi vì là máy được cái này máy nhỏ bạn ạ. Máy nhỏ gọn. Đấy, tháo mình ba ốc ra nhá. Ba ốc không hết được đâu, ở trên nó còn ốc nữa cơ. Trên của cái mặt này này. Sẽ còn một ốc nữa, tháo ra là ra bung ra cái mặt phía trong của thiết bị. Đây, các bạn sẽ ra được phần thiết bị bên trong nhá. Tháo tiếp cho mình cái mặt trên ra nhá. Thì các bạn sẽ ra được cái phần thiết bị bên trong. Các bạn nhìn ở trong thì tinh xảo lắm các bạn ạ, các hãng nó thiết kế rồi đẹp lắm rồi. Cái chiếc loa trợ giảng này họ thiết kế ra là gần như là để không cho các bạn tháo vào nhá. Thành ra như mình lại ra một cái này sau nó gãy hết các cái chân ren mà đã đây này. Chân ốc này có 3 cái ngàm này, 4 ngàm 1 2 3 4 này thì nó đặt vào như thế này. Nó đóng vào nó sập lẫy vào. Sập lẫy thì lần đầu tiên là sẽ ăn chặt lẫy luôn, lần sau các bạn tháo ra là sẽ bị gãy nhá. Không thể bóc được luôn mà. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo tiếp vào nhá. Đấy, tháo ra đây, toàn bộ bên trong bạn sẽ nhìn thấy này. Đấy, thiết bị rất là tinh xảo đúng không? Tuy là nhỏ thôi nhưng mà nó tuyệt vời luôn đấy. Ở đây nó có một cái thiết bị sau các bạn chú ý nhá. Đầu tiên là phần mic có dây cắm đây này. Sau đó mic không dây, mic không dây ở đây thì bộ này họ rất hiện đại luôn, họ trang bị cho các bạn cái hệ thống anten cực kỳ tốt luôn này. Đấy, hai anten nhé, các bạn nhìn nhé, hai anten luôn này. Hai anten. Một anten bắt sóng FM và một anten bắt sóng Bluetooth nên thành ra bộ này sóng bắt cực kỳ tốt luôn mà. Khỏe vô cùng. Còn đây là pin nhá. Cái hãng này của họ khá là thương hiệu, thành ra họ ngay những pin họ thiết kế cho bạn nhìn luôn này. Đấy, ghi luôn pin có 1000, 3.7 1000. Với quả pin này mà thời gian dùng khoảng tầm 4 năm rồi thì gần như các bạn không cần xem cũng biết gì là pin nó bị phỏng mất rồi. Khuôn máy nhỏ này thành ra là các bạn lắp pin thì sẽ chỉ dùng được loại pin khuôn nhỏ thôi. Chứ không phải cái dòng pin thổ phổ thông như là pin của laptop 18650 nhé. Pin ấy thì cái khuôn rất là to. Nó được cái là phổ thông dễ tìm. Rồi bây giờ mình sẽ để đây và mình sẽ bắt đầu đi thay đổi quả pin của bạn xem. Đấy. Đây cho bạn xem ruột bên trong luôn nhé. Pin phải nói là từ năm 2017 đến bây giờ mới hỏng ấy. Rất ổn luôn. Đây là phần ruột bên trong. Pin ở bên trong thì họ đã trang bị cho các bạn cả cái mạch nhé. Cái mạch bảo vệ nạp xả thành ra sẽ rất là bền. Yên tâm phải nào tại sao mà dùng từ 2017 bây giờ mà pin mới bắt đầu kém như vậy. Rất là tuyệt vời luôn đấy. Phải thay pin khác thôi là hoạt động bình thường. Cái cell pin cũ của máy ấy, thì các bạn đã xem video từ đầu cũng biết là nó dung lượng có 1000 đúng không? Thì ở đây mình sẽ thay cho nó cái pin này. Pin này dung lượng của nó là 600 một quả. Ở đây mình lắp hai quả nhá. Pin này là pin lithium ion battery. Pin này là pin li polymer đời mới. Dung lượng của nó sẽ là 1600 một quả, lắp hai nó lên 1600. À lên 1200. Nhiều hơn quả này nhá, quả này có 1000 thôi. Đấy, thành ra là khi lắp xong thì nó hơi bị kích. Mình phải tăng cái khung lên này. Đấy, mình cắt bớt đi để cho khung nó vừa. Vừa xong thì bây giờ máy nó chạy đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ cắt tiếp cho mình cái dây này. Đây là cái dây cấp điện vào đúng không? Cắt ra để đấu cái này. Cái pin này thì đấu sẽ hai pin sẽ nối song song với nhau là sử dụng được bình thường. Bây giờ muốn đấu cái này thì các bạn sẽ phải kiếm cho mình một cái dây co nhiệt ấy để tận dụng được cái để dây điện nó dính nhau mà nó không bị chập điện. Đấy là xong thôi. Bây giờ ta sẽ bên thay nhé.
Đấy. Rồi, bây giờ ta sẽ vào tiến hành thay nhá. Cắt cho mình cái dây bớt đi nhá. Các bạn có thể cắt bớt hoặc là để nguyên cũng được, nhưng các bạn phải nhét nhào cho nó gọn nhất là được, thế thôi. Rút ra đầu cộng này. Đấy, hai dây cộng này. À, cộng nối cộng, trừ nối trừ nhá. Nhét cho mình cái dây co này. Dây co vào đây. Cái dây co này thì tác dụng là thay cái cuộn băng dính thôi, còn nếu các bạn có cuộn băng dính thì không cần. Đấy, cái dây mình đã co lại như thế này nhá. Hai quả pin nó sẽ chung như thế này. Chuẩn chưa? Chờ một chút cho cái dây co nó cứng lại nhá. Là xong này. Các bạn phải bóc thêm cái này đi này. Cái này là cái lớp để tạo cái điểm giữ thôi, thì anh em có thể là giữ được hoặc là không cần được. Bởi vì thật ra là cái này cũng chả dùng gì đâu. Nó lắp vào mục đích khác, còn mục đích của cái này thì cũng không cần cái này. Đấy, đây là cái mặt dính để gọi là chống va đập, giảm tiếp xúc thôi. Đấy, giảm gọi người ta gọi là cái giảm chấn đấy. Bóc ra nhá. Cách làm thì nó thật ra là rất đơn giản rồi, các bạn chỉ cần là có một cái mỏ hàn thôi, tự mua về sửa được. Đấy, còn con nào mà hỏng nặng quá hoặc mất học phí nhiều thì phải tự tự làm thôi, nhưng mà ít lắm, thường thì hầu như là tự tự làm được. Những cái này đơn giản rồi. Cái này thì khuyên các bạn là nên tự mua về làm nhé, thì giảm được cái phần chi phí thuê thợ, chứ những cái này mà đi thuê thợ ngoài thì sẽ phải mất thêm công bạn ạ. Cái công này còn ship đi ship về nữa. Đồ này thì nó gọi là đồ giá rẻ bạn ạ. Mà lại chuyên đồ giá rẻ thì lại rất là ngại vấn đề về công xá nó cao. Bởi vì người ta muốn nó rẻ rồi mà. Nắp đây nhá. Đấy, quả pin là vừa khít với quả pin cũ luôn này. Bạn nắp vào đây cho mình này. Đấy. Cái chân cắm này thì sẽ không sợ nhầm đâu nhá, bởi vì nó có cái ngạnh và cái chiều cắm. Không cắm nhầm được. Đấy, nắp đúng vào vị trí cho mình thôi, nhét dây vào là xong. Như này, bật cửa thử khởi động đi nhá. Chưa lên này, à lên rồi, chạy bình thường rồi. Đấy, pin cắm ghét luôn. Bây giờ là phải cho đi nạp thử để xem chạy nó. Cho nó mình hàn lại dây nhá. Đấy, hàn dây như thế này, bây giờ đóng nắp lại nhá. Đây, và đóng nắp lại và chạy thử loa xem là chất lượng đạt yêu cầu chưa. Đấy, đóng nắp lại cho mình này. Vừa coi như là vừa chặt khung luôn đấy. Chiếc loa này thuộc phân khúc gọi là nhỏ nhất mình từng thấy luôn đấy các bạn ạ. Mà lại có cả gọi là loa trợ giảng mà loại nhỏ. Chứ còn ít khi có mẫu bé nhỉ lắm. Các bạn khóa này nhá, khóa chân này. Chắc nính cứng đét luôn đúng không? Thế là đạt yêu cầu về lắp rồi. Đây. Ở chiếc này là nó có hai mic, một cái mic đi kèm máy và một cái mic không dây. Thì bộ này là sử dụng mic không dây, thành ra là có thêm một module UHF đây này. Cái module này thì các bạn muốn sử dụng ấy, thì lại hơi dở một cái là các bạn lại phải có cái bắt là module UHF thôi. Chờ chút đây. UHF này này thì các bạn phải có cái mic không dây của nó, nhưng cái này thì các bạn này không đưa, thành ra mình không có mic không dây để chạy thử. Giờ sẽ cắm thử USB thôi để test tính năng xem nó chạy tốt chưa. Đây, cắm cổng sạc ở đây là cổng sạc này. Và cổng thẻ nhớ, không có cổng USB nhá. Cái dòng này nó hơi dở một chút là nó không có nút echo các bạn ạ. Tức là chỉnh cho cái tiếng của mình ấy. Mình đang cần là chỉnh tiếng của mình nó có thêm vang, nhưng mà cái này nó không có bạn ạ. Chỉnh vang thì khả năng là bắt cái sóng UHF này có vang cơ. Đấy, dòng giá rẻ, nhỏ gọn thì nó cũng cắt bớt một số tính năng đi. Dòng Apollo nhá. Đấy, coi như là đã sửa xong. Chiếc loa trợ giảng bị lỗi pin. Đấy, pin cũ của nó đi nhá. Đấy, thì mình đã bóc ra và thay bằng cell in mới. Cell cũ của nó được 1.000 hà, à được 1.000. 1.000 thì bây giờ thay bằng cell mới. Lên đến 1.200 luôn. Siêu khỏe. Đời mới luôn mà lại đấy. Rồi, các bạn theo clip mình nhá. Đấy. Những cái quá trình để thay sửa rất là đơn giản, các bạn phải tự làm tại nhà luôn, chứ không cần phải gửi đi đâu.